copy of Ren in Saigon. Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái cụm sấy của cái HP LaserJet Pro MFB M227FDW nha các bạn. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ lấy cái cụm cặt chích mực cũng như là cái chích gum ra ngoài nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ xây đằng sau lưng. Chúng ta sẽ tháo con ốc phiên sau lưng ha. Bên trái thì con. Bên phải thì con. Mình tháo cũng nhanh thôi các bạn. Rồi, lấy vít dẹp nè. Các bạn cạy ngay chỗ vị trí này ha. Phía dưới này như vậy. Nhưng mà trước tiên mà để mà cạy cho nó dễ dàng thì các bạn sẽ tháo cái nắp này ra. Rồi, để tháo nắp này ra thì ở dưới cái khe ở dưới nè. Bên phải nè, các bạn lấy vít dẹp á, nạy vô cái khe nè. Các bạn nạy vô cạnh này nè. Chúng ta sẽ kéo được cái nắp này ra ngoài luôn. Rồi, sau khi cạy nắp nó ra, chúng ta sẽ dễ dàng thao tác hơn. Đó, các bạn nạy đây. Hai cái lỗ. Trên dưới. Nghiêng máy qua chút xíu. Phần dướng nha, ngay chỗ này nha các bạn, ngay chỗ này. Ngay này nó có cái gờ. Hả? Đây, nó có cái gờ chỗ này nè. Các bạn nạy nhẹ ra. Ở bên đối xứng còn lại cũng vậy. Các bạn cứ nạy ngay chỗ vị trí mà có cái móc gờ vào. Nãy ngay chỗ cái móc gờ vào thì chúng ta sẽ lấy được cái nắp bên hông ra. Nó cũng giống y chang bên kia ha. Nó bị vướng vướng dưới đây các bạn nãy ngay chỗ đối xứng. Vỏ máy thường sẽ đối xứng nhau. Đây. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tháo hai cái bẹ cáp này ra. Rồi, tháo con ốc này ra. Cái này là dây mát của cái cụm ADF. Rồi, cách để tháo cái cụm ADF ra cực kỳ đơn giản luôn. Ở bên góc bên tay phải này có miếng nhựa gờ ra các bạn. Các bạn đẩy miếng nhựa này ra ha. Đẩy vào bên trong nha. Đẩy vào bên trong. Xong các bạn kéo ra, kéo cái nguyên nắp này ra. Kéo ra. À xin lỗi các bạn. Mình phải đẩy vào chứ. Đẩy vào. Mình đẩy vào theo hướng nãy vậy nè. Nha, các bạn xem video từ từ. Đẩy vào, nãy ra. Rồi chúng ta sẽ lấy được nắp ra. Ngay chỗ này nó có cái miếng nhựa. Các bạn nạy miếng nhựa này lên, lấy ra. Rồi, như vậy chúng ta đã tháo được cái nắp ADF ra bên ngoài ha. Rồi, tiếp theo sẽ là cái nắp. Nắp đậy máy. Rồi, bên trái. Vít dẹp. Và cái nạy hai cái móc nhựa này. Tương tự bên phải cũng vậy. Rồi, sau khi nạy ra xong thì chúng ta sẽ nắm ở giữa nè. Đẩy qua trái. À xin lỗi, đẩy qua bên tay phải. Nên còn vướng. Các bạn mình nhóm khoảng giữa lên nè, nó kẹt cái giữa nè. Nhóm giữa lên, đẩy từ trái qua bên tay phải là lấy được nắp này ra. Quá dễ dàng ha. Rồi, tiếp theo sẽ 1, 2, 3, 4 ốc. Các bạn sẽ tháo 4 ốc này ra.
Do là chúng ta chỉ tháo cụm sấy ra để sửa thôi, nên là chúng ta cũng không có cần tháo cái nắp phía trước ra ha. Cái nắp panel mặt tiền phía trước không cần tháo nữa. Rồi, bốn nguồn ốc. Thôi, để dễ dàng tháo ra. Thì các bạn sẽ ngay chỗ này, các bạn lại nhẹ ra phía sau. Đó, nó bít dẹp mình kê, mình nâng nó lên nhẹ một cái. Rồi. Sau khi nó nâng nó lên được rồi thì bây giờ dỡ nắp vào đây. Các bạn lấy từng bên ra cho nó dễ. Rồi, chúng ta đã lấy được nắp phía trên. Rồi, tiếp theo cái chỗ này. Đây, các bạn bóp nhẹ vào đây. Bên này cũng vậy. Bóp cùng lúc hai bên nhé các bạn. Móc nhựa nó gài lại ha. Khi nào mà các bạn lắp lại á, tại bên đây nè. Có hai cái gờ nè. Hai cái gờ này nó gài vào hai cái khe này. Rồi, bước tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tháo hai ngóc này. Bên này một con. Bên này một con. Hai con ốc bắt vào sườn máy. Rồi, phía dưới này có hai ngóc nhựa nè. Mình sẽ tháo hai ngóc nhựa này ra. Rồi, để tháo cái nắp này ra dễ dàng thì mình có một cái mẹo vặt ha. Đây các bạn tháo bên tay phải ra, rồi các bạn nghiêng xuống. Rồi như vậy chúng ta đã lấy được cái nắp này ra bên ngoài. Rồi bây giờ để tháo được cụm sấy ra thì các bạn sẽ không cần phải tháo bên này ra ha. Các bạn tay ngay chỗ khe này. Bóp vào cái đầu của cái con nó to này. Bóp vào một cái này, chúng ta sẽ lấy ra được cái này. Tiếp theo thì tháo cái áp ra. Bạn để cái dây này ha. Để mình lúc mà lắp lại. Mình lắp cho nó đúng. Rồi. Để dây này ra. Dây này của cụm sấy. Các bạn sẽ luồn bên này qua, kéo lên. Tiếp theo các bạn sẽ lấy miếng nhựa này ra. Ở phía trên này. Đẩy nó ra. À xin lỗi các bạn. Chúng ta phải tháo con ốc bên hông này ra để dễ lấy hơn. Thật ra nếu mà không tháo thì vẫn lấy được. Nhưng mà nó sẽ hơi khó. Mình đẩy lên, lấy ra. Mình đẩy lên nó sẽ vướng cái đuôi của con ốc nè. Rồi, bây giờ tháo bốn ốc cố định cụm sấy ra. Tới bước này coi như là các bạn đã làm xong rồi đó. Các bạn muốn thay bao lụa là gulo ép gì của cái máy in này thì khi mà đã tháo được cụm sấy ra thì cách thức làm cũng như tương tự những dòng máy khác của HP hay là Canon ha. Rồi, các bạn tháo cái nhôm này ra. Cái chốt nhựa gài này ha. Rồi. Nó có một chiều à, có cái khe. Còn đẩy vào. Do lần đầu là tháo cụm sấy này ra nên là nó sẽ hơi hơi bị cứng nha các bạn. Ha. À, các bạn phải tháo cái dây này nữa. Sorry.
A là cứng. Rồi, chờ là chút xíu. Các bạn cứ lấy đều đều từ từ hai bên ra ha. Rồi, giờ chúng ta đã tháo được cụm sấy ra bên ngoài. Mình cứ nâng nhẹ nhàng từ từ thôi các bạn. Rồi, giờ chúng ta đã tháo cụm sấy của máy in HP Laser Zero MB-M227FDBK xong nha các bạn. Rồi, để tháo cụm sấy ra thì thôi mình miêu tả lên chút xíu ha. Các bạn sẽ tháo hai ốc hai đầu nè. Tháo hai ốc hai đầu. Sau đó là chúng ta lấy được cái bệ nhựa phía trên này ra. Cố định hai lò xo hai bên. Các bạn tháo hai lò xo này nữa là chúng ta gỡ cái dây này ra. Cái dây của ngay chỗ sấy. Và sau đó là các bạn sẽ tiến hành thay bao lụa và rulo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nha. Nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.